Thất bi thảm do uống rượu, 2,5 triệu người chết liên quan rượu mỗi năm khắp thế giới, một trong sáu người chết trên đường lộ Anh Quốc do lái xe say rượu gây ra. Riêng ở Úc Đại Lợi, 70% người lớn bị ảnh hưởng tiêu cực từ việc uống rượu của những người khác, với 43% ảnh hưởng từ sự ngược đãi bằng thể chất hoặc lời nói. Mỗi tuần có hơn 100 trẻ em người Anh gọi đến đường dây nóng để bày tỏ lo lắng và phiền muộn về việc lạm dụng rượu và ma túy của cha mẹ họ. Trong số 20 người tử vong trên thế giới thì có hơn một người chết vì rượu. Phí tổn của các căn bệnh liên quan tới rượu: 186,4 tỷ Mỹ Kim ở Hoa Kỳ, 2,41 triệu bảng Anh cho thuốc theo toa mỗi năm ở Anh, Vương quốc Anh, với tổng số chi phí y tế đến hàng tỷ bảng Anh, 210 đến 665 tỷ Mỹ Kim trên toàn cầu. Bệnh tật, số lượng rượu cao hơn làm tăng nguy cơ ung thư. Ngay cả nửa ly rượu mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư miệng hay cuống họng đến 168%, ung thư gan, ngực, ruột, thực quản, ruột thẳng liên kết với 20% trường hợp bệnh ung thư ngực, bệnh gan, bệnh tim mạch, chất độc kim loại, rối loạn mô hình giấc ngủ bao gồm thường thức giấc và giảm nghỉ ngơi, tổn thương não, mất trí, lãng trí, não bị thu nhỏ, bộ phận cơ thể suy thoái, tim, gan, thận, dạ dày, tuyến tụy, mắt, khuyết tật bẩm sinh, trẻ em đau buồn vì lo lắng và trầm cảm, chậm phát triển tâm thần, cồn trong bào thai, phát triển còi cọc, mặt dị dạng, hội chứng trẻ sơ sinh chết đột ngột, sảy thai, bạo lực liên quan tới rượu, lạm dụng trẻ em, 50% trường hợp, bạo lực với người thân, 30% trường hợp, hành vi bạo lực, 40 đến 80% trường hợp, tự sát, 20 đến 50% trường hợp, và còn nhiều hơn. Để giúp ngừng uống rượu, xin truy cập các trang mạng sau. Để biết thêm chi tiết khẩn cấp, xin viếng www.supremastertv.com/killers.